Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem update thì dân bông của mình. Đó là rất là bự, nhiều quả nữa. Đây, mọi người vào đây xem này. Hôm nay có quả bự này. Sau này có một quả. Đây một quả. Ở bên này cũng có một quả bự nữa. Đấy, mọi người thấy thích không? Mấy quả này á thì chắc cỡ một tuần hoặc 5-6 ngày gì đấy chắc là cắt ăn được rồi. Nhiều quả này chắc 5-6 ngày mà là bự lắm rồi này. Tại vì để da quả nó cũng không ngon đó. Đó thì đây là update cái dàn bông của mình nhá. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hái một quả mực rươm. Đây bây giờ mình sẽ hái cái quả này, quả mực rươm này. Đây, mọi người thấy nhìn đá không? Đấy, quả này là làm một nửa cánh là quả ngon luôn. Rồi, có một quả dưa leo này, chắc mình cũng phải hái luôn quá. Quả dưa leo này, quả này thì nó không lớn được nữa đâu, tại là nó bị như thế này thôi. Nhưng mà ta kể hai luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt thêm vài quả dưa leo này nhé. Cái quả dưa leo này cỡ 2-3 ngày là nó bự lắm. Sau này còn quả này. Cắt thêm quả này nhá. Cái vớ mình sợ nó bị già. Đấy. Mọi người thấy thích không? Rồi bây giờ mình dẫn các bạn đi qua hái thêm vài quả cà chua này nhá. Mình tính đi qua cắt cà chua thì vớ mình bảo là bên này còn thêm mấy quả dưa leo nữa. Cho nên là qua cắt nốt tại nó bự quá. Mọi người nhìn xem này. Trời ơi. Dưa leo nhà trong này. Một quả nhá. Loại dưa leo này là mình có tới 3 loại nhá, cho nên có giống á thì nó không lớn. Trời, có quả này này, đã không? Bây dưa leo. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hái cà chua với mình nhá. Ok, bây giờ mình sẽ hái vài quả cà chua để vào nấu canh nhá. Tại mấy quả này là mấy hôm trời nắng á nó bị nứt rồi. Cây cà chua này á là của ông hàng xóm không phải cho mình để đem về trồng. Bây giờ ra quả nhìn thích quá. Cái này chắc mình hái nguyên chung quá. Cái quả đấy là nứt hết rồi. Nhìn thích không mọi người? Một cà chua ở nhà trong á, không biết sao chứ nó thơm lắm. Quả này hái nữa.
bên kia nữa. Chung luôn á, muốn là chung luôn cho là đạt. Đây, nghe nhìn thấy thích không? Bự không? Đấy. Ok, vừa mình vừa mới kêu là cắt thêm một ít rau diên nữa để vào nấu canh tôm khô. Thì bây giờ mình sẽ cắt thêm luôn. Mình muốn nón cổ thật đi chứ. Đây, một vườn rau dền nhỏ mà hai người ăn mà một nồi canh như thế này là không hết rồi đấy. Nhưng mà nó lớn quá phải hái luôn ạ. Nhìn nó tươi không? À, sẽ tươi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tổng kết cho mọi người xem hôm nay vợ chồng mình thu hoạch được cái gì nhá. Xin tổng kết với mọi người, đây là thành quả ngày hôm nay của hai vợ chồng mình. Có dưa leo, mập hương, cà chua, rau răm, rau dền để nấu canh. À, tươi không? Rau này tụi mình trồng ở nhà thì không có phun thuốc sâu hay gì hết. Đó. Cho nên bị sâu ăn nhưng mà nó rất là tươi. Đấy, mọi người thấy có thích không? Mọi người xem video thấy hay thì like, comment và chia sẻ cho mình với nhá.